cơ hội kiếm airdrop với tổng giải thưởng trị giá lên đến là 200.000 đô bằng Vega Token với chương trình là Bybit Votes ở trên Bybit dành cho tất cả người dùng của Bybit. Và trường hợp các bạn chưa có tài khoản của Bybit thì các bạn hãy đăng ký một tài khoản mới Bybit và làm theo hướng dẫn nha. Cách thức tham gia thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn nha các bạn. Thì trước khi vào cái phần hướng dẫn tham gia chương trình airdrop á, thì mình giới thiệu với các bạn về sàn Vega Protocol ha. Đây là một sàn giao dịch tài chính phi tập trung hay còn gọi là sàn DeFi các bạn, cho phép tạo và thực hiện các giao dịch với nhiều loại tài sản khác nhau. Trong đó thì những tài sản chính bao gồm là phái sinh và giao dịch ký quỹ, với định hướng trở thành một sàn giao dịch phái sinh đòn bẩy phi tập trung gồm những tính năng giao dịch hữu ích giúp cho người dùng có thể giao dịch với trải nghiệm tốt nhất. Điểm nổi bật của Vega Protocol đó là cơ chế hoạt động mang tính phi tập trung, tức là sàn không có nắm tài sản của người dùng. Cái thứ hai là tạo ra nhiều tính năng công cụ tài chính hữu ích giúp cho người dùng giao dịch một cách dễ dàng hơn. Cái thứ ba đó là đảm bảo sự công bằng trong giao dịch, mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận trên lệch giá với hiệu suất cao và phi tập trung và phí dịch vụ tương đối thấp. Cái thứ hai đó là thông tin về token của dự án với token Vega với tổng cung là 65 triệu token. Tính năng của token được dùng để trả phí dịch vụ cho giao dịch. Cái thứ hai là dùng token để stack kiếm phần thưởng. Cái thứ ba là tham gia đề xuất các cặp tài sản được niêm yết và giao dịch trên Vega Protocol. Thì thông qua phần giới thiệu này của mình thì các bạn cũng đã nắm sơ qua được thông tin về sàn Vega cũng như là cách thức hoạt động của sàn ha các bạn. Cái thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình Bybit Votes của Vega Protocol để nhận phần thưởng lên đến là 200.000 ha các bạn. Hiện tại thì các bạn có thể search giá của Vega Protocol ở trên CoinMarketCap, thì giá tính đến thời điểm hiện tại nó đang rơi vào khoảng 1.25 đô ha các bạn. Rồi thì đây mình sẽ giải thích cho các bạn về chương trình Bybit Votes ha. Bybit Votes là một chương trình bỏ phiếu cộng đồng nơi mà người dùng Bybit bỏ phiếu cho token của dự án được liệt kê giao dịch. Thì trước đó đã có những cái cặp Bybit Votes ở trên đây ha, và cái đồng token trước đó được chiến thắng là cái đồng set này nè các bạn, với cái tổng lượng phiếu bầu lên đến là 11.000 ha các bạn. Cái đồng thứ hai là cái đồng Celu là 9k7 nè các bạn. Người dùng tham gia bình chọn thì sẽ nhận được những phần thưởng ha. Cụ thể phần thưởng dành cho những người tham gia Bybit Votes của Vega trong giai đoạn này á thì sẽ nhận được những phần thưởng như sau. Tổng giải thưởng lên đến là 200.000 token Vega sẽ được chia đều cho 3 hạng mục. Đầu tiên đó là 100k dành cho tất cả những người dùng của Bybit tham gia vào chương trình là bình chọn cho Vega token được niêm yết trên Bybit. Nếu mà trường hợp token được list thì các bạn mới nhận được phần thưởng nha. Cái thứ hai đó là 80.000 sẽ được chia đều cho 800 người đầu tiên đăng ký tài khoản mới của Bybit và tham gia chương trình Bybit Votes. Cái thứ ba đó là 20.000 dành cho 20 người đầu tiên bỏ phiếu cho chương trình là 10k. Mỗi người sẽ kiếm được là 1.000 nha các bạn. Đó là những điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là các bạn cần phải có tài khoản của Bybit cũng như là đã KYC thành công. Sau đó thì các bạn cần phải nạp tiền vào ví nha các bạn. Ở đây thì Bybit sẽ tính tiền trong ví Support, ví Future, ví Earn và ví Building. Tức là những cái ví đó sẽ được chấp nhận tham gia chương trình Bybit Votes nha các bạn. Cùng với đó là các bạn cần phải dự trữ trong ví của các bạn tối thiểu là 100 đô. Và những đồng tiền được chấp nhận đó là những đồng stablecoin như là USDT, USDC, BUSD. Thời gian sẽ được khởi chạy vào 23 giờ 59 phút 59 giây UTC ngày 11 tháng 10. UTC là các bạn cộng thêm 7 giờ nữa ha, tức là với thời gian là vào ngày 12 7 giờ Việt Nam, và thời gian bỏ phiếu sẽ được mở vào 3 giờ UTC ngày 12, tức là 10 giờ sáng giờ Việt Nam, và thời gian đóng bỏ phiếu đó là 3 giờ UTC ngày 13, tức là 10 giờ hôm sau. Các bạn lưu ý vào cái mốc thời gian này ha. Và một cái lưu ý quan trọng nữa nha, nếu như mà các bạn tham gia cái chương trình Bybit Votes này á, các bạn cần phải nạp tiền vào ví trước 3 tiếng đồng hồ khi thời gian khởi chạy nha. Tốt nhất thì các bạn cứ nạp trước 3 tiếng là được nha các bạn. Và ở đây mình sẽ gửi cho các bạn hai cái biểu mẫu khi mà các bạn tham gia nha. Nếu như các bạn tham gia vào chương trình là 10k vote á, thì khi mà các bạn tham gia xong á, thì các bạn nên cáp cái màn hình và điền đầy đủ thông tin tại đây. Còn khi mà các bạn tham gia cái chương trình là New Bybit User Campaign á, tức là 80.000 dành cho người mới á, thì các bạn tham gia xong á, các bạn hãy điền đầy đủ thông tin tại đây cũng như là cáp màn hình khi mà các bạn thực hiện nha. Ở đây thì mình sẽ để hai cái biểu mẫu cho các bạn điền thông tin tại đây. Và ưu đãi đặc biệt dành cho người dùng mới tham gia Bybit Votes của Vega Protocol đăng ký mới. Khi mà các bạn nạp 100 đô vào đầu tiên thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 20 đô và có thêm mỗi cơ hội nữa đó là nhận thêm phần quà là iPhone dành cho những người may mắn. Cái thứ hai nữa là các bạn có thêm phần thưởng đó là quay vòng quay may mắn. Đây, cái vòng quay may mắn ở đây dành cho người dùng đăng ký mới cũng như là nạp đầu tiên nha. Đó, đây là những phần thưởng nè: 1 đô, 5 đô, 10 đô, 50 đô, iPhone 15, rồi Apple Watch, iPad Pro, rồi tai nghe AirPods đúng không? AirPods hết nè, rồi kể cả là AirPods luôn nha các bạn. Đó, thì khi mà các bạn đủ điều kiện đăng ký mới và nạp tiền á, thì các bạn sẽ nhận được một cái phần quay số nữa nha. Tiếp theo đó là 100% giảm phí trong vòng 30 ngày và cơ hội nhận thêm bonus lên đến là 30.000 nữa nghe các bạn. Đó là những cái ưu đãi dành cho những người mới đăng ký và tham gia cái chương trình là Bybit Votes của Vega Protocol. Và đó là những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn về chương trình airdrop với tổng phần thưởng lên đến là 200.000 đô của Vega Protocol dành cho chương trình là Bybit Votes trên sàn Bybit, dành cho tất cả những người dùng của Bybit nha các bạn. Mình tham gia thì nó hoàn toàn miễn phí nha.